mà mình nói ủa sao mà gái Nha Trang sao mà trắng dữ vậy. Mình nghĩ ở biển là phải đen thôi chứ sao mà trắng được. Thì em thấy trắng quá, chắc chắn mình phải vệ sinh được số điện thoại cô này. Qua chương trình này mới biết là mình bị anh chứ không phải. Chết rồi, là người thay thế đó vậy chứ. Mà em cảm thấy là sung sướng hạnh phúc không? Tại vì vợ yêu vợ mới làm vậy mà. Dạ, nhưng mà em nói chị hạnh phúc mà trong đau đớn không chị ơi. Chị cầm cái ly lên mà nước mắt lưng chồng xong. Thuận đoán rằng là chắc chắn là hai người trạc tuổi như nhau đúng không? Dạ không, em hôm nay 28 tuổi, vợ em chỉ mới có 21 tuổi thôi. Đâu sao đâu, lớn nhau có 7 tuổi. Rồi, hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Phan Quang Được, hôm nay em 28 tuổi và hiện em đang là kinh doanh tự do. Chồng tên Được, vậy thì vợ tên gì? Dạ em tên là Lương Hoàng Bảo Ngọc, năm nay em 21 tuổi. Hay ha, Được Ngọc. Hai bạn quen nhau khi nào? Hôm đó là có bạn của em ngoài Nha Trang đi vô trong này chơi, có rủ em đi chơi chung với lại đám bạn của anh này. Ngồi nói chuyện một hồi sau anh này mới tới. Rồi ngồi nói nhiều quá em không thích. Nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy đúng không? Dạ. Rồi cái ấn tượng ban đầu của Được về Ngọc thì như thế nào? Em ấn tượng Ngọc ban đầu á là sao mà mình nói ủa sao mà gái Nha Trang sao mà trắng dữ vậy. Mình nghĩ ở biển là phải đen thôi chứ sao mà trắng được. Thì em thấy trắng quá, chắc chắn mình phải vệ sinh được số điện thoại cô này để mình hỏi nguyên nhân sao mà trắng như vậy được. Rồi sau khi xin số điện thoại thì em có nghĩ rằng là ảnh cua mình không? Dạ có, thì ngồi trong bàn lúc nào cũng nhìn em hết. Ăn xong rồi đi hát karaoke, ảnh cứ lại thôi cho anh xin số điện thoại đi, để cũng cho luôn. Cho thì thấy mấy ngày hôm sau không thèm gọi điện thoại luôn. Có số điện thoại rồi sao không gọi? Sự là bữa đó em cũng hơi quá chén, mình cũng không nhớ được là cái số nào mình gọi nữa. Bẵng đi thời gian á thì vợ em gọi, giờ anh có rảnh không? Anh có thể chở em đi uống cà phê hoặc đi dạo thành phố được không? Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao mà em lại điện thoại cho ổng? Dạ. Khi mà mấy bữa ổng thèm điện cho mình, mắc mới thì mình phải điện cho ổng chi? Thì hôm đó em cũng bất tình thôi chị. Qua chương trình này mới biết là mình bị anh chứ không phải. Chết rồi. Là người thay thế đó vậy chứ. Chết rồi. Bữa giờ tự tin lắm nha, giờ mới phát hiện được. Bởi vì mới nói là ai đến chương trình này thì nói chung phải cảm ơn chương trình Vợ Chồng Son á không? Dạ. Chương trình này mới biết tổng được cái chuyện biết một số thứ, biết một số thứ. Rồi, cái lúc mà tìm hiểu nhau á thì ai là người tỏ tình? Sau một thời gian đi chơi với nhau mà em chả thấy nói gì hết, em mới nhắn tin cơ. Anh muốn giờ sao? Anh mới nhắn tin lại. Sao là sao? Em mới nói là ủa chẳng lẽ bữa giờ đi chơi á anh cứ như vậy hoài hả? Thì anh mới nói là em tự hiểu đi. Không, anh phải nói ra. Lúc đó mới nói là ờ thì thôi hai tụi mình quen nhau đi. À thì ra tỏ tình mà trong cái thế là bị gài. Đó. bị ép, bị gài. Lúc đó Ngọc cũng thẳng thắn quá, nói hỏi giờ là vấn đề của mình như thế nào thì là nhưng mà sao mà lâu vậy mà em không chịu tỏ tình mà em phải để bị thúc ép làm chi? Hay là vướng mắc cái gì đó? Thực sự là em nghĩ là cần phải thời gian tìm hiểu nữa. Lúc đó vẫn chưa có hiểu hết được tính của Ngọc á, là cái nào phải dứt điểm cái nấy. Có nghĩa là quen hay không quen để biết, chứ không phải là cứ 50-50 là kiểu là bạn thôi. Sau khi Ngọc nói đó thì em nói nếu mà em đã hỏi sao rồi á thì bây giờ hai đứa mình quen nhau. Vậy thì tỏ tình bao lâu thì hai bạn mới đi đến kết hôn? Là tầm khoảng một năm sau bắt đầu là tụi em mới nghĩ tới việc hôn nhân. Rồi sau khi cưới nhau về thì ở chồng em có một sự thay đổi đột ngột không? Nóng tính, ham vui, đập đồ hay là? Dạ có, vợ chồng cãi nhau. Em vừa mới nói em lúc nào em cũng áp đặt anh hết, đang đứng người ghế đẹp, cái bật mất tủ lạnh, đạp cái ghế mà mất tủ lạnh. Nó dằn đó chị. Rồi sợ thiệt á. Rồi ham vui là ham vui làm sao? Dạ, đáng lý cái người ham vui phải là vợ chứ, vợ còn nhỏ mà. Dạ. Sao lại là chồng ham vui là sao? Bạn bè rủ đi nhậu, đi làm một hai chén, đi luôn, không thèm nhắn tin gọi họ nói vợ gì hết. Em thấy ủa sao 7 giờ tối rồi vẫn chưa về, em gọi họ em mà mới có 7 giờ mà chi mà kiểm tra chi gắt gao dữ vậy. Thì hứa với phải em là 12 giờ thì nó này tâm đó mà. Nhưng mà em kiểm tra chồng em bằng cách nào? Em biết là đi nhậu với bạn nên em kêu thôi anh gọi FaceTime đi để em coi ở đó có ai. À gọi FaceTime tham. Rồi cái này gọi hiểu tham để mà nhìn mặt từng người coi nhậu với ai, quan trọng trong đó là có con nào hay không. Mà em cảm thấy là sung sướng hạnh phúc không? Tại vì vợ yêu vợ mới làm vậy mà. Dạ, nhưng mà em nói chị hạnh phúc mà trong đau đớn không chị ơi.
chị cầm cái ly lên mà nước mắt lưng chồng sao mà trời ơi nước mắt lưng chồng trời ơi nghe mà thậm chí nghe nghe thương cảm làm sao luôn mà nuốt nước mắt một chồng. Bây giờ mình chỉ khuyên được một câu thôi, có nghĩa là thôi nếu để đừng nước mắt lưng chồng nữa thì bây giờ mỗi lần mà đi uống bia vậy đó mình tắt wifi đi, tắt 3G đi là bà kiểm tra FaceTime cũng được, còn không nó đừng xài iPhone nữa. Dễ gì nhưng mà em có bao giờ mà em bắt gặp chồng em đi với một cô gái nào chưa? Cái đó thì chưa, coi như giờ mình cứ ghen ngừa vậy đó. Phải không? Ghen trước giống như là tiêm phòng vậy đó mà. Đề phòng mà có tiêm nhắc nữa chị. Nhắc mà người ta nhắc 3 buổi rồi, cái này nhắc 6-7 buổi. Nhắc 6-7 buổi đấy, vậy đi cho nó hiệu quả cao. Ủa rồi giờ tật xấu với vợ là gì? Ngày ghen ra thì hồi trước lúc mà quen á thì không có cái tính mà gọi là sai bật. Bữa nay là vợ em coi em giống như là người ở trong gia đình rồi. Dạ. Ở trước một sự tiến triển dạ. Mới quen á là em vẫn còn là gọi là giống như ông hoàng, nhưng mà bây giờ là em thành ô sin rồi. Đi qua vừa sẵn qua cái chỗ cái khăn là vợ anh lấy em cái khăn. Cái vừa đi qua cái ly anh sẵn rót em ly nước luôn. Ly nước vừa đưa ly nước xong cái bánh chưa có bay trong tủ lạnh lấy anh mở đưa giùm em nước. Mới đầu thì mình nghĩ thôi vợ mình nhỏ hơn mình, thôi mình chiều chuộng một xíu cũng sao. Thì mai mốt mà cái gì có mình có cái nhu cầu gì đó thì vợ mình chiều mình lại. Mình nghĩ mình cũng có qua có lại. Mà biết em thấy giờ em có lại không, chưa thấy có qua rồi. Còn ngoài ra thì vợ em có hay tò mò về những cái chuyện cũ đã qua của em? Cái đó là em nói anh là thường xuyên luôn. Cứ điện thoại em mà tên em ngồi sát bên em chưa kịp chụp là vợ em chụp trước rồi. Là sợ có ai nhắn tin mà hên quá bạn em bạn thân luôn. Ủa mà sao vậy Ngọc? Bây giờ em đã sở hữu được anh ấy rồi mà sao em lại có cái tính đó? Thì em thấy bồ cũ nhắn tin cho ảnh hoài. Trời ơi, bạn gái cũ mà nhắn là nguy hiểm lắm thôi nhờ. Dạ, em thì quan điểm tình cũ không rủ cũng tới. Bữa đó sinh nhật ảnh thì có một cái tin nhắn: bé chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em nhắn tin lại: ai vậy? Mới nhắn tin lại: không biết thì thôi. Em nằm mơm điện thoại em khóc luôn. Vậy hả? Vậy thôi mà đã khóc đó hả? Dạ. Em khỏi chỉ cái về bữa đó hai chồng đi sinh nhật về vui vẻ lắm bình thường. Lát em vô nó: ủa sao vợ mình nay xúc động quá sao khóc dữ ta. Hay đi chơi kiểu như chắc mình làm cái hành động gì đó xúc động quá khóc. Cái vô hỏi có việc gì em sao khóc dữ vậy. Nè anh coi đi. Xong cái nói tại sao người ta nhắn tin cho anh. Nói trời ơi người ta quen anh mà không lẽ người ta không biết ngày sinh anh. Thì người ta chúc. Thì ngày xưa thì quen với mấy em cũng lớn lớn không mà, xưng bằng bé không mà. Thì người ta hay bé chúc anh sinh nhật vui vẻ này nọ. Thì nhớ ngày thì mình cảm ơn thôi. Ghen với cái người đó. Em thấy cái lý do đó quá là lãng đi. Tự nhiên như quen gì tới đâu, người ta đâu có làm gì đâu mà mình đi ghen như vậy. Còn ngoài ra thì vợ em còn có cái thật xấu gì? Cái tính mà bướng con nít á, em nói mà không có nghe, có nghĩa là cái đó mà vợ em đã nói là đúng rồi á thì tự như mà bây giờ em có nói đi nữa thì là phải đúng, có nghĩa là điều hai mà sai á hãy coi lại điều một á. Nếu như cho em một cái sự mong muốn thì em mong muốn ở vợ em thay đổi đó là điều gì? Suy nghĩ chín chắn hơn, thứ hai nữa là nói ít đi. Nghĩa là ở nhà như cái băng cassette vậy hả? Rồi nói chung là nói rất dữ chứ à. Bây giờ là đổi lại đúng không? Hồi xưa thì chồng nói nhiều lúc mới gặp đúng không? Bây giờ thì chồng lại nói là vợ nói nhiều. Dạ. Ví dụ như em muốn chồng em thay đổi gì? Chồng em quan tâm nhiều hơn với lại lắng nghe vợ một tí. Thực ra chị thấy vậy nè cưng. Vợ em á coi vậy chứ còn nít lắm. Con nít đó là cái số tuổi đó nó cũng đã vẫn là con nít. Và em có muốn thành người lớn cũng khó lắm, tại vì nó phải trải nghiệm bằng thời gian. Giống như ép chuối không được đó, ép chuối không được cưng. Có những cái á là từ từ qua thời gian thì vợ em sống cuộc sống vợ chồng rồi phải biết tự thu vén nè, thì qua thời gian từ từ cô sẽ lớn lên, cô sẽ chín chắn đó. Còn trong thời điểm này á, theo chị nha, em phải chịu phần lỗ đó, là vì á ai biểu lớn tuổi hơn người ta làm gì, ai biểu làm chồng làm gì. Cho nên bây giờ trước mắt em phải là người trụ cột về tất cả mọi thứ. Dạ. Từ kinh tế cho tới tinh thần, rồi em gần như là cái gọi là cái cục buồm á, vợ em là cánh buồm á. Dạ. Cho nên cái việc của em là phải níu vợ em lại cho cánh buồm nó đừng có bay đi. Còn em á là em được khoảng trong thời gian là 2 đến 3 năm nữa để em hoàn thiện cái con nít của mình để thành một người mẹ, một người vợ, đúng không? Vậy thôi, cái khúc mắc của hai gia đình này chỉ đơn giản thôi. Vì là cô này lấy chồng hơi bị sớm cho nên rằng nó có khúc mắc chút xíu xíu. Sao thua em lèo lái là thế nào cũng xong hết à, đúng không? Dạ. Chăm sóc cổ một chút đi, con nít mà em. Rồi xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn. Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu anh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới đi chơi lần đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Bạn này đi qua khèo nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cậu lạnh thì vô đây nằm chung.
Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cưng. Dạ, chào chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty PM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ, em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn coi như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên mình thấy anh này, thì tự nhiên ảnh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Quả nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tự em ganh tị. Tại sao lại cười? Có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên một cái chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu ảnh? Từ anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh thấy không? Giờ để bạn nói đi coi có bị vô duyên không nha. Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải. Bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nên từ cái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lăng của cà rốt và em là muốn là con thỏ, đúng không? Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ, kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh này nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không chở em đi chùa mà xa lắm. Cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô, xong rồi cái cũng bút một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa, thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị, đúng không? Bối rối tại vì mình tà ý mà mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết đâu, nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi lần đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Đi vô may là hai đứa nằm hai giường. Thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi nửa đêm á. Cái bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói, chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn. Mình đang nói thẳng mà nằm mình nhịn cho đêm. Khó chịu luôn, mình không thể nào mà mình sổ sang được đó. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt. Mệt quá em. Cũng phải ráng tiếng đồng hồ thôi, mệt quá. Thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tại vì em bị ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp, em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà nói thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó thì em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi mình chia tay luôn. Kiểu vậy cũng hút trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm, đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn, rồi cũng nằm ngủ vậy đó chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, em mới thấy khách sạn thôi chui vô, thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi, đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không?
Có, tại vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Ủa đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay dở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cứ kêu là bóng đè á chị. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ vì em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó cái gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo, mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi, mình thẳng mình có con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi bói này kia thì bói nói em khó có con lắm nên tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng rồi. Dạ. Thôi cưng á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống là hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá. Đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng không có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Đó thấy chưa? Cái tật xấu là thứ nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái quá đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lê ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Anh cũng vậy á. Có người cùng hành cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Và sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Đúng không? Cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có một lần cái tính em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung có một bạn là đồng nghiệp của vợ em thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu rồi thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho người ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu, lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Vậy em mới biết đó chị, lúc đó em mới biết bạn ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói, không có kiểu đó. Mỗi là lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang vậy. Lang đó thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật cái cách đó, mà nói hoài không nghe. Kiểu nhiều khi em bực em la, anh này anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội. Mình nói trời sao mình la hay dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói hơi quá, tại vì lúc mà em nóng lên đó là em hay la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này kiểu như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè? Ngủ hả? Rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn anh thay đổi cái kiểu là
tối, đừng thức khuya, phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Yes. Khi mình cứ làm buổi tối vậy, nhiều khi mình cơ thể bên trong mình bị lão hóa, không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi, mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để coi mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm, và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, như sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Dạ. Còn Quang, Quang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, để nguyên thôi. Chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy nhớ cái tay. Thấy nhớ nhớ. Dạ. Ngày nào không nghe vợ cằn nhằn, dạ, không thấy khó chịu. Còn phải chọc cái gì đó cho la, cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ. Dạ, hai người này dễ thương quá, cặp đôi nữa, này không? Là quá hoàn hảo rồi. Thực sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi. Thiệt không, luôn này, tính chất công việc á. Em ngủ sớm. Trời ơi, bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có, không cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn. Tối trao đổi công việc với bà, định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời thôi. Chị nói vậy đó, vừa xong là beng là bà trả lời liền, mà lúc đó là 12 rưỡi rồi. Công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế, có khi quay tới 2-3 giờ sáng mà liên tục như vậy. Tính chất công việc. Thực chất hồi nãy anh Đức là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng thật nhiều. Và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả. Rất hiệu quả chị. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy hoài nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Tại vì tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì, nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà anh cũng có lén khoáng một chút xíu. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Khóc trong lúc đó nữa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Ân, Trịnh Hoàng Ân. Nay em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính. Em năm nay 31 tuổi. Dạ, chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh? Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi, ông đoán cái đi ông Bin. À, một nè, ngày đẹp trời đó là Ân ông đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trạng Bàn đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trạng Bàn. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía ở vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Đâu xong. Tây Ninh Gò Vấp sao? Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai đứa gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ, lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mới xuống nhà sếp chơi, sếp là dì họ của vợ.
Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì, gặp thấy bình thường, nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm, mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Dạ, và bắt cứ thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, rồi thu thập phiếu phiếu chi, đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Ừ. Nhưng mà nè, em nhìn cổ, em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chút. À, nghĩa là ấn tượng cũng được. Dạ. Ghiền cái hiếp mắt. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quắc à. Tại vì á tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa. Nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quắc. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài dì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có xúi hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không? Tưởng luôn rồi. Dạ, tưởng luôn rồi. Ừ. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi tội nghiệp vậy đó hả? Tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu có rảnh đâu mà. Đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý nấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ đầu rồi. Cửa vô ngủ tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm đó. Em chắc lẽ ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không nhìn tụi em không có chuyện gì xảy ra. Không, anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì chứ cảm động chứ. Dạ đúng rồi, cảm động không? Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, lạnh lắm em đó. Thấy em tội. Xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra. Là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là nhưng mà anh cũng có lén khoáng một chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Đúng rồi. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết. Nhắn tin qua lại rồi từ quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi. Lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Tầm hai tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy á hả? Dạ đúng rồi, đi đi về về, lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vẫn êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định. Tại vì mới lên Sài Gòn thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy. Mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ. Nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ông khuyên nhủ mà thấy ông buồn quá, ông tội nghiệp nên là không có bỏ ông được. Nên là ở trên này ráng trụ, xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với, thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Thôi vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau
7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là không có làm được, ngưng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Ừ, vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó, tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết rồi, kể ra không có tật xấu gì đâu, kể đi. Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Chỉ có cái là ăn uống làm biếng thôi. Làm biếng lười ăn. Lười ăn, với lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa không ăn cơm. Trời, phải mà tôi được cái bệnh lười ăn với nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn vậy? Không được, trời, tôi nhìn đồ ăn giống nhào vô ăn liền luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị siêng ăn lắm, không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn, không chịu nấu ăn. Yeah. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Thì cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ là ghen. Trước giờ thì chưa thấy, nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có ạ, tôi ghen ạ. Tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọc ổng, chọc lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hồi đó ân quen cái nhỏ kia ngon lắm. Được lắm, đẹp lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em đốt cảm thấy nhà. Buồn trong lòng rồi. Qua được. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Đúng thời điểm. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nói làm cười vậy. Là ghen nói gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng với cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài, anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là thôi bỏ, coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi. Còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản trí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó. Nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng, lấy vàng giùm em. Không nhớ chỗ nào hết. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Nó nói gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng không đó không có, ông quên luôn hỏi tâm sự với anh chị. Anh chị bắt đầu dò dùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chị có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm. Đúng sao không được người ơi? Cứ vô không tư suy đi. Nghĩ không lo. Thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được? Dạ. Nó vàng tất ở đâu mà còn quên. Nhớ một ngày sinh nhật thôi. Nhớ ngày nào tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tặng quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chi tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Dạ. Quất thực tế. Ok, được. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ anh cứ tối không chịu ăn cơm. Là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biếng ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng đến lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biếng ăn. Biếng ăn hả? Chứ lại phải có một mình. Lại đây, lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biếng ăn được như bé này thiệt. Bắt biếng đi, bắt biếng, bắt biếng. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn con xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn. Tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. À, nhắc khéo nghe. Khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán giác mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền này. Rồi xong. Tụt mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết.
Rồi đây, đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Tăng 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 tăng. Anh thì chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà, và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Yeah, trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ, à, mẹ ơi, tại vì là con không còn không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được, tại vì tánh em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó, không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á, là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vợ? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời. Thì tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm nên là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ờ, yên tâm rồi đi. Thôi là năm nay là có con rồi. Nghe, nghe. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. À, tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm đó mà đặc biệt luôn, trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Trên tay em cầm đủ nước hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Vợ em là lười hứng, làm đủ trò. Là đùa trò xong rồi quay lên hỏi thì anh có thích không? Ừ. Em bị xấu hổ. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống công chúa với hoàng tử ghê luôn. Giống quá. Mới đang định khen mà chị Dân khen trước rồi. Hai em giới thiệu về mình đi. Và em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. À. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em đó là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em đó là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng, một cái ngạch khác mà. Và... đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Trịnh Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè, chè ăn bọn đấy. Em là chè thương hiệu, chè ngọc thạch, chè ăn đá đấy. Chè lạnh phải không? Vâng. À. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Bọn em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình vào dạ, trong vâng. À, rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em. Học cùng với cả lớp vợ ở đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng. Đi thì lên đấy thì có gặp vợ em. Thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo, và em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Vâng. Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh hỏi, nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Ừ. Nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em, đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. À, tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú, mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là trước chú sau em lèm bèm hình vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn, trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh.
Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em, gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. 6 tháng ạ. Vâng. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Ôi nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? À? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi, nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên, sau 2 tháng thì cũng tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy những biểu lạ. Ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em tự nhiên lại có hôm thức đến 2 giờ đêm làm quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em đi làm về, vợ em đang nấu cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn. Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy, chứ không phải là bởi con người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ai lấy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu, em bao nhiêu tình yêu hay em có thể sống chết vì em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ. Thì em cũng không biết nào cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy nè, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu á, thì mình không thể nào trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha. Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ, đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn. Yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức rồi là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy. Đúng hôm đấy là hôm 13 tháng 2. Lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la và bóng bay các thứ đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy, mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Một lúc xong vợ em nhắn tin lại. Tại sao để anh để cho em yêu anh rồi? mà anh mới lại nói với em nói cái như điều vậy. Đó. Lúc em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em tủng thiệt luôn đúng không? Vâng, lúc ấy khóc nhiều. Tức là lúc đấy, khóc luôn. Em nghe từ khóc nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa. Trên tay em cầm đủ nước hoa. Vợ em nhìn thấy sướng lại quá. Hét âm lên, may quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Qua đường từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là bạch lát đi tính ra đây này. Trong 4 năm ở với nhau, bây giờ cũng đã có con rồi. Có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt.
Cái thứ hai là chơi điện tử, như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ôi dồi ôi, anh chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này, em phải tránh điện tử, tránh máy tính, bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng cái này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả, anh kê cả một bộ máy tính dàn cây đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Không cần quạt, không cần gì. Hướng hết đường đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm, nói chung là mỗi lần đi ra cửa là em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ, mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về em tức, em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng, cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi. Em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị. Em cứ bảo chị cứ lại xong mấy cái quần của mình có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy, không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy. Rách đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt 4 phần. Cắt hết thì ăn thua gì? Không phải, tại khi cắt mà cắt ở dưới đúng ấy chị ạ. Cởi ra là giả dụ như có đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có xấu gì đấy. Không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa? Nãy mới bây giờ để đó hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc. Rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm. Em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em buồn cười như này, tức là cái hôm đấy thiên nhiên thế nào, vợ em lười hứng làm đùa trò, làm đùa trò xong rồi quay lên hỏi anh có thích không. Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được có thích không. Làm xấu hổ chứ chết. Anh vì thích không nữa sao em còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ hay phụng phịu hay là dỗi hay khóc nhè. Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé giỏi hờn, còn gì nữa? Em thì ghen một cách khủng khiếp ấy. Ghen. Tức là cái đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ, nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả cái người đấy. Sau đùng cái tự nhiên có hôm bạn em nhắn tin vào chứ, anh ơi sao lại anh lại nhắn, chặn Facebook em. Ô xanh có biết gì đâu, dở ra một loạt chặn Facebook, không hề biết là thế nào. Biết Facebook xong rồi ghen như này, có câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em này biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu. Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen nên bạn chụp cái ảnh kiểu dạng đang ngủ thì hay mới gác nhau ngủ ôm nhau ngủ á. Nhắn tin gửi cho vợ anh chưa, vợ em trêu bảo là hôm nay anh thấy thằng Lợi với cái thằng này hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích được tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối hôm đấy thấy lạ, ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sầu múi ra chị ạ. Body sầu múi ra bảo anh ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không bảo. Thích, đáng yêu. Thực ra là em biết là bạn ấy chơi rồi, cố tình em chọc cho vui. Xong là bắt đầu mới bảo thế anh có phải anh thật anh thích đàn ông không. Hôm đấy em cất cho hai cái thế này. Ui em tận cho hai cái luôn. Ôi rồi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em nói thật ra bảo, em nói thật bảo đấy, bạn anh nó trêu em thế nó biết em tin thì thế. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi. Quản lý em bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi, hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực ra. Bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính của bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng anh nói không không nên nói. Anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao, mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi.
rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn, em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi. Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Nó để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc á nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh á hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh á thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể á thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình, rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời bố tới bố, thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai, rất là mong bố bỏ qua cho bọn con và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên, cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Em bài Hoa. Qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ, mà vợ thì mới 26, thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi chứ không mà chết. Đấy, chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý. Người đàn ông này mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha. Anh chở em đi trên đường, tự nhiên anh để tay lên đùi em, xong rồi em hết sức lực giật mình á. Gào, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Chia tay với cặp đôi của Nhân và Quang, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa chào đón cặp đôi tiếp theo. Chào hai em. Dạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 tuổi và em đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em đang có một em bé trong bụng. Chúc mừng. Mấy tháng vậy? Em bé của tụi em 6 tháng rồi. Rồi bây giờ Đức Anh ơi, em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ, nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động thì thật ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây. Trong một cái câu chuyện của năm 2015 thì có một trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thì em thì rất là thích cái chương trình này, cho nên ngồi coi, rồi nó có một câu hỏi liên quan tới địa phương là quê của em, đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình, cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này. Bạn này vô comment đúng không? Dạ, nó là một câu chuyện dài, chắc nhờ bạn này bạn kể. Sao em? Dạ thì anh viết là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á.
ảnh vô anh nói là trời câu hỏi em phải vậy, không phải là từ, phải là âm tiết. Xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết như vậy. Cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này, tại vì em nghĩ là đó là âm tiết, còn từ hay không là chưa biết. Đó cho nên là em nghĩ là trời hay quá nè, có một anh này chắc là đồng môn mình nè, mà đồng hương nữa mà bao nhiêu lâu nay mình không có biết. Xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào. Thực ra nó cũng không phải là đi chơi với nhau, mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi. Thấy bạn này ở Sài Gòn, thế em nói thôi được rồi, để em vào em chở bạn đó đi. Một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo Grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn. Yeah. Trời, lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường tự nhiên ảnh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á. Nhưng mà sau đó em cũng coi thử là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Cho nên là thấy hóa ra là cũng đứng đắn. Yeah. Rồi đi xe có thắng nhiều không? Dạ, yeah, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Nhưng mà vậy là kết luận là người đàng hoàng. Dạ, đó. Nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ, như thế này, thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản. Nam á, thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của Nam rồi, cho nên là em không có để tay trên đùi người ta. Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á, thực ra là gì? Em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên. Thì mình để tay đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái thành ở phía sau xe hay không, và ngồi có vững hay không, khoảng cách với mình, cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa. Chú đáo dễ sợ luôn á, cho nên em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác. Ngày đó giờ em đặt nhiều cô chưa? Em cũng không có đếm được hết cho nên là không biết bao nhiêu. Rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu? Dạ chắc vài ngày. Lâu lắm luôn. Hồi đó lúc đó ảnh thả thính em tích cực nhiệt tình lắm, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó. Nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè, xong em nghĩ là mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được, mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Thế là em dùng vài ngày đó để em suy nghĩ. Thôi. Em suy nghĩ có thể có được không. Rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế nào? Sau hai ba ngày. Dạ, dạ. Em có rủ bạn này đi đâu nữa không? Cái ý đồ của em là ban đầu em rủ đi gặp ma. Thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng. Đúng. Một là đó địa chỉ của chị Hồng Vân, hai là cái gặp ma của sân khấu Thế Giới Trẻ, cũng nơi lúc đó là em đang học á, năm cuối á. Đó thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma, và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu. Thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu. Cho nên là thôi mình an toàn là trên hết. Do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là đi coi phim. Nhưng mà thực ra vô coi thì cũng chả coi đâu. Vô là xong là bạn bình luận không à. Rồi cái lúc mà đi coi phim với coi kịch đó, sao anh ấy có thực sự là chú tâm vào phim không? Ảnh là người đầu tiên dắt em đi coi kịch ở Sài Gòn. Em thấy coi kịch nó có thuận lợi gì mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò. Coi phim á, tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Cho nên đó là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục rắc thính nhiệt tình ở đó. Có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới nếu mà 5 màn thì mình cũng được 4 màn, đúng không? Dạ, 4 màn, dạ. Tắt đèn chuyển cảnh. Tắt đèn chuyển cảnh phim cái là... Phim lần một thôi. Phim rất là thiệt hại. Rồi, ảnh có hành động gì không? Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi. Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy. Bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em được hơn 2 năm. 2 năm rưỡi. Hơn 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. Thì suốt 1 năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á, là tụi em có cái cọ sát về tính cách á, về cái tôi của nhau á, nó có dữ dội không? Dạ thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch mà bạn không bao giờ chia sẻ 100%. Và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. Ví dụ hôm nay mình ăn gì em cũng không biết nữa,
ăn bún bò được không? Bún bò được á anh. Rồi xong tới ngay trước cổng quán bún bò hả, mình chuyển qua mình ăn phở nha. À, thay đổi mình nhanh lắm, vui chưa tới phở. À hay là mình lại cua ngược qua mình ăn cơm đi. Dạ thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng hơi bị nổi nóng, nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó, gọi là thay đổi bất thường á. Mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu. Nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á thì bạn nghĩ là bạn biết và bạn chỉ nhiệt tình, đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải, và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói ủa em đâu có biết cái gì đâu. Thôi rồi đó. Rồi vợ em hay ghen. Dạ thật ra em nghĩ cái đó không phải ghen, nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là hễ mà có một cô gái nào up cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên, hoặc là em up một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen, thì giờ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt, hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á. Ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ, em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó, là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó. Đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô quất máy màu cái là đây xin gửi người chồng, một cái bập lên là coi như mất toàn bộ những cái đây xin gửi người chồng thôi, là bên kia là tự dùng bao nhiêu hình ảnh là coi như là coi như là biến hết. Em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bận mặc cái quần lửng rồi đang la như một cái thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn. Là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy. Bóc phốt chồng. Cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chị chồng. Trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á, có trơn tru, có thuận thảo, có hòa hợp không? Dạ thật ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau cái ngày cưới thì tụi em mới có em bé. Và gần 1 năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi, nhưng mà hơn 1 năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến. Chồng em nói em là không có cầu thị á các anh chị. Em dùng cái từ nó hơi bóng bẩy một tí. Thực ra em không có nói thẳng vấn đề, không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng. Dạ em chỉ kết luận như vậy thôi. Dạ tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á, công việc của ảnh hay thức khuya, mà em thì hay đợi. Em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi. Dạ em hay lấy lý do là hơi tức em là cái đồng hồ sinh học của hai người là không có khớp. Dạ không có khớp. Anh không có khớp được với ai đâu chị. Em nghĩ là khi mà tiên trách kỹ thì hậu trách nhân, nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm. Đúng không? Chị nó nói cũng được hết trơn. Em cũng đặt lại ngược lại, nhưng mà em không dám nói ra, nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng, cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi vì bữa nay em mới nói ra đó. Dạ, bữa nay nói canh ra lên đó. Truyền hình em nói luôn. Dạ hồi Trung Hạ bữa nào ngủ cho đã. Tới tối thức cho anh. Dạ không, nhưng mà em thấy ảnh nó cũng đúng. Tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt. Thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới em đó Trúc Hà. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ thì đó em nói là ảnh có cái nhịp sinh học á, nó không có bình thường. Và có một chuyện nữa, nhà em thì em hay đùa với mọi người là đây không những là bạn đời mà còn là người anh, người thầy, người cha. Hỏi sao vậy? Tại vì em không giữ tiền. Tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí. Cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á, cho nên là em thấy có một sự tin tưởng. Cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ. Thì ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái ảnh lại cho em ít. Dạ đó, mỗi lần anh cho thì em thấy giống như là ba em cho em vậy đó. Dạ. Còn gì nữa không? Nói chung là anh đi làm với sinh viên nhiều quá, làm với tuổi trẻ nhiều quá, ảnh có bị trẻ hóa không? Dạ ảnh bị trẻ trâu á. Trẻ trâu. Anh né cái từ anh né cái từ của Nhi đó em. Dạ tại vì á, em á học ngôn ngữ học xong rồi em kiểu như là em không có thích dùng tin code á, nhưng mà chồng em thì rất thích dùng tin code KKK rồi IHI rồi I love you bạc bạc đồ kiểu vậy á. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được luôn. Rất trẻ trâu. Con nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó Đức Anh. Rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn Đức Anh thay đổi điều gì? Dạ em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi. Dạ em không có mong muốn gì hơn hết á. Ảnh cứ hài hước, vui vẻ, rồi ảnh biết rất biết quan tâm mọi người, cứ như vậy thôi là khoái em không vui Đức rồi anh. Dạ rất là khoái, cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm. Em rồi, mong muốn em vợ thay đổi gì? Dạ em chỉ mong muốn là vợ sức khỏe của vợ em á là sẽ luôn luôn nó đủ tăng lũy tiến hơn, và làm sao thứ nhất là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn, cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn, có sức khỏe thì mình mới có cầu sự thị. Cầu thị thì đó, bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á
thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh đó em, nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị. Thành ra là em phải theo dõi kỹ. Khi mà cổ sanh xong thì em sẽ phải rà thử coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết tố nữ sau sinh hay không. Rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi, sẽ dễ trầm cảm. Hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó. Là tự xử mình ơn luôn đó. Không, à, nghĩ là với... chị đó nghe. Dạ, cảm ơn chị. Chúc cho hai mẹ con, mẹ trò con vuông đúng ngày khai hoa nở nhụy. Và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời. Cảm ơn tụi em nha.